Yeah. Vâng, em xin chào tất cả các bác nha. Hôm nay em sẽ test thử cái chế độ chạy UPS giữa con kích điện rất là nổi tiếng hiện nay, đó là con kích Humax và con kích điện Hiuki. À, con này thì rất quen thuộc rồi. À, thì xem cái chuyển đổi khi nó chạy UPS như thế nào các bác nhé. Đấy, hai con này nó có chức năng như nhau các bạn. Hai con kích điện này nó có chức năng như nhau. Nó có chức năng sạc từ điện lưới cho bình ắc quy. Đấy. Thì trước khi mà gửi hàng cho các bác ấy, là em sẽ phải làm một cái khâu, gọi là cái khâu test hàng trước cho các bác. Sau đó các em sẽ đóng hàng rất là chắc chắn để gửi cho các bác. Nếu không thì bên vận chuyển họ rất là kém trách nhiệm trong cái khâu vận chuyển. So về giá thì cái con kích điện Humax hiện nay đang nhỉnh hơn cái con kích điện Hiuki các bác nhá. Đấy. Thì trước khi gửi em sẽ phải test như này. Hiển thị các thông số kỹ thuật ở trên kích điện đầy đủ và cho test thử. Nếu được thì bắt đầu mới gửi hàng cho các bác. Đóng hàng cái loại này rất là vất vả các bác, bởi vì là phải chèn chặt. Đấy, thế thì kích điện Hiuki và Humax này thì em đã giới thiệu rất nhiều các video rồi. Các bác có thể vào trong kênh của em các bác xem. Đấy, thì ở đây em đã kích hoạt nó lên rồi. Nhưng mà các lưu ý với các bác nhé, các bác thử hàng ấy, là các bác phải có bình ắc quy, các bác cắm vào nó mới lên nhé. Đấy, nếu không có bình ắc quy, các bác cắm mình điện lưới không thì nó sẽ không hiển thị cái gì cả. Đấy, rất nhiều khách hàng đã bị ở khâu này. Đấy, em phải nói trước cho các bác như thế. Đấy, thì cái này là cái máy xay sinh tố này. Đấy, em sẽ cho chạy thử cái máy xay sinh tố. Đấy. Rồi. Quay rất là tuyệt vời. Và sau đây thì em sẽ cho chạy cái chế độ UPS để các bác hiểu rõ hơn nhé. Sau đây em sẽ thay cái máy xay sinh tố này bằng một chiếc bóng điện để các bác tiện quan sát khi các bác sử dụng UPS, xem cái hiệu suất chuyển đổi giữa hai con này nó như thế nào nhé. Trước tiên là con kích điện Hiuki. Thế thì cái hiệu suất chuyển đổi con UPS này thì nó được tính bằng mili giây các bác nhé. Chuyển đổi UPS là 0,3 mili giây. Thì sau đây em sẽ cắm thử cái bóng điện vào. Và các bác đang tưởng tượng cái bóng điện hiện nay đang là các bác đang sử dụng máy tính nhé, hoặc là sử dụng camera giám sát an ninh. Đấy. Thì em sẽ bây giờ em sẽ tắt cái nguồn điện AC đi. Đấy. Bây giờ em đang cắm sạc cho bình ắc quy. Thì khi bình ắc quy đầy thì nó sẽ tự ngắt. Các bác sạc 24/24 nhé. Đấy. Sạc 24/24, không nóng bình, không hỏng bình, không cháy bình, sạc 3 giai đoạn. Đấy, bây giờ em giả sử là điện lưới đang có đi và bây giờ nó đang chạy ổn định như thế này. Đấy. Và bây giờ em giả sử như là đã bị mất điện. Đấy, em sẽ tắt cái điện này đi. Đấy. Thì cái bóng điện các bác có thể thấy nó vừa nháy một chút thôi. Nó chuyển đổi khoảng 0,3 mili giây. Đấy. Thế thì lúc này các bác mà đang chạy hệ thống camera hoặc là máy tính nó sẽ không bị sập nguồn. Các bác có thể quan sát lại nhé. Em tắt điện này. Đấy, bóng điện vẫn sáng như bình thường và nó chỉ chuyển đổi rất nhỏ. Đấy, các bác nhé. Sau đây em sẽ test thử con kích điện Humax. Đối với con kích điện Humax thì nó có một cái dây sạc điện lưới cho bình ắc quy như thế này. Đấy, không khác gì con Hiuki. Con kích điện Humax này hiện nay đang rất nổi tiếng trên thị trường Việt Nam hiện nay các bác nhé. Sử dụng con đó thì quá tuyệt vời luôn. Đấy, con này hiện nay đang là số 1 Việt Nam, không có đối thủ các bác nhé. Không có đối thủ. Đấy, thì em đã bật nó lên rồi và nó đang chạy các bác nhé. Đấy, nếu chạy thì nó đang có cái chế độ sạc này này. Sạc cho bình ắc quy là như thế này. Các bác có thể thấy một cái đèn nó nháy lên là khi nó đang sạc. Rất là đơn giản và dễ sử dụng. Thì ở đây có một cái đầu ra 220V. Em cắm điện bóng điện này vào. Và bây giờ em sẽ tắt thử. Đây hiện nay các bác có thể thấy nó đang chạy UPS nhá. Bây giờ em sẽ tắt và để nó chuyển đổi này. Các bác có thể quan sát.
À, quan sát bóng điện nha. Đấy, em vừa tắt rồi đấy. Em làm lại này. Hiện nay nó đang chạy UPS nha. Các bác nhìn cho em. Nhìn cho em cái hiệu suất chuyển đổi của nó nhé. À, so với con kích điện Hiuki. Đấy, các bác chú ý bóng điện này. Các bác nhìn cái bóng điện để các bác xem cái hiệu suất chuyển đổi nhé. Đấy, em vừa tắt cái điện lưới đi. Đấy, các bác có thể thấy nếu như đang sử dụng máy tính hoặc camera thì nó vẫn hoạt động bình thường, không làm mất cái dữ liệu của các bác đi. Thì đối với hai con kích điện này thì em đã giới thiệu cho các bác cái chế độ chạy UPS nhé, như nhau, hai con này nó có chức năng như nhau. Sau đây em sẽ test thử cho con Hiuki chạy cái máy xay sinh tố có công suất lớn hơn con này. Em vừa được tặng cái máy xay sinh tố các bác ạ. Máy xay rất là mới, rất là đẹp. Em sẽ xem cái công suất của nó bao nhiêu và cho chạy cái con kích điện. Con này kích điện Hiuki này là 1000 VA các bác nhé. Công suất thực là 600W. Còn cái con Humac bên kia là 1000 VA nhưng công suất thực của nó lên tới 700W. Đấy. Thế thì em sẽ xem cái máy xay sinh tố này công suất bao nhiêu. Công suất ghi là 700W các bác nhé. 700W. Đấy, như vậy nếu như mà chạy được thì chứng tỏ là cái máy xay sinh tố nó có cái công suất là không đúng. Nếu như mà chạy được là công suất nó ghi 700W trên thân máy là không đúng. Đấy, em test thực tế cái kích điện Hiuki này. Kích điện Hiuki này công suất thực là 600W các bác nhé. Nếu mà nó chạy cái con này thì chứng tỏ là cái công suất ở trên cái máy xay sinh tố nó báo ảo các bạn. Đấy, các bạn có thể quan sát nhé. Hiện nay máy xay sinh tố đã chạy. Đấy, đã chạy rất là ok luôn. Đấy, rất là tuyệt vời. Đấy, thế mới biết là một số các thiết bị điện tử người ta hay ghi ảo các công suất các bạn nhé. Đấy, chứ bình thường con kia 600W không thể chạy con này 700W được. Đấy, các bác nhé. Các bác nhớ đăng ký kênh của em để xem những cái video mới nhất các bác nhé. Các bác mua hàng thì liên hệ với em theo số điện thoại ở trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau.